Cho dù bây giờ các bác có cả hàng trăm triệu nhưng chưa chắc đã có thể tuyển được một bộ phôi đẹp như thế này bằng gỗ bách xanh Mộc Châu Sơn La để làm nên bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Bộ tranh tứ quý này thì được chúng tôi đã làm cách đây gần 10 năm. Gần 10 năm trước mới có thể tuyển được một cái bộ phôi bách xanh Sơn La đẹp như thế này. Có cái kích thước là cao 1m07, rộng 47 và dày 5 cm. Thì cái bách xanh Mộc Châu Sơn La nó có những cái điểm nhận diện là thứ nhất là cái màu nó xanh nhưng mà nó không có bị tím, không có bị tái. Cái màu xanh này là cái màu xanh rất là tự nhiên. Điểm thứ hai rất dễ để có thể nhận ra đấy là hương thơm. Hương thơm của gỗ bách xanh là một trong những loại hương thơm thơm nhất của dòng gỗ thơm Việt Nam. Nó nằm trong cái loại là tứ đại vương mộc gỗ thơm. Thành ra là khi mà ngửi thì cái mùi nó rất là nhẹ, rất là thanh và rất là mát. Bên cạnh đó là cái vân. Cái vân của gỗ bách xanh ở Sơn La thì nó sẽ khít này, nó dọc này và nó đậm vào cùng với nhau. Đó, cho nên là đấy là những cái đặc điểm mà nó rất khác biệt, rất ưu việt và rất là khác lạ với tất cả những cái dòng gỗ khác của cái dòng gỗ bách xanh Mộc Châu Sơn La.